Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang với những tin tức nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Vừa qua, chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quản Bạ đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư huyện ủy Quản Bạ. Hiện nay, chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có tổng số 16 đảng viên, chính thức là 15 đồng chí. Nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo cũng như đầu tư hỗ trợ của các cấp các ngành cùng với sự nỗ lực của đội ngũ công chức viên chức, ngành giáo dục huyện đã giành được nhiều kết quả tích cực. Các ngành học, cấp học ngày càng được củng cố và phát triển, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Trong đó, xây dựng được 9 trường đạt chuẩn quốc gia, thành lập được 14 trường phổ thông dân tộc bán trú. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống giáo dục được mở rộng, công tác giáo dục được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, đặc biệt là xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư huyện ủy Quản Bạ Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến và quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên trong toàn ngành. Xây dựng củng cố chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy sự năng động, sáng tạo, hiệu quả của cán bộ đảng viên về thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra ban chi ủy chi bộ khóa mới, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Vừa qua, chi bộ Tài nguyên Môi trường huyện Yên Minh đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn bám sát vào các chỉ thị nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, đặc biệt là nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 16 để lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ của chi bộ. Trong đó tập trung việc quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện. Từ năm 2011 đến nay, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập và trình huyện Yên Minh quyết định cấp 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là trên 74.000 m². Trong 5 năm qua cũng đã cung cấp được trên 680.000 m³ nước sinh hoạt cho nhân dân thuộc trung tâm thị trấn Yên Minh và xã Mậu Duệ. Mục tiêu tổng quát mà chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, hoàn thành công tác đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính tại các xã biên giới, hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước tại trung tâm thị trấn Yên Minh. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước lần thứ tư năm 2015. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Kim Ngọc cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị trấn Mèo Vạc được phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thu ngân sách của thị trấn năm 2014 đạt 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 16 triệu đồng một người một năm. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước đột phá mạnh, chiếm trên 65% tổng thu nhập trên địa bàn. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đúng mức. Cuối năm 2014, thị trấn Mèo Vạc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là đô thị loại 5. Cùng với đó, các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào cũng được giữ gìn và phát triển như lễ hội cầu mưa, các làn điệu múa của dân tộc Lô Lô hay các bài múa khèn và làm khèn mông. Năm 2014, thị trấn đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tặng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc Trần Kim Ngọc biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thị trấn đã đạt được. Đồng thời đề nghị thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2020, thị trấn hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu chủ yếu mà hội nghị đề ra. Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn cần có những biện pháp tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký thi đua hàng năm, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã khen thưởng 10 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua cấp huyện trong thời gian tới. Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 Hội đồng Nhân dân 2 cấp năm 2015. Theo đó, chất lượng của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ thực tiễn tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp để phát huy những ưu điểm đã đạt được,
khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới và đổi mới có hiệu quả trong hoạt động. Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Văn đã lựa chọn các nội dung nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân làm chủ đề của hội nghị giao ban quý 1 năm 2015 với các nội dung công tác chuẩn bị văn bản kỳ họp, công tác thẩm tra văn bản trình kỳ họp, hoạt động thảo luận tại kỳ họp, hoạt động chất vấn kỳ họp, công tác điều hành của chủ tòa kỳ họp. Tại hội nghị, các báo cáo tham luận đều đề cập đến những kinh nghiệm, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện còn trao đổi nhiều ý kiến trong công tác phối hợp, công tác tiếp xúc cử tri, giám sát với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Hội nghị lần này cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, những giải pháp tốt với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Vụ xuân năm 2015, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên gieo cấy được 215 ha lúa xuân, cơ cấu giống chủ yếu là BC15, YU838, đạt 100% kế hoạch huyện giao. Đây là xã thứ hai có diện tích lúa xuân lớn của huyện Vị Xuyên nên đã được huyện cũng như các ngành chuyên môn đầu tư quan tâm hướng dẫn về các biện pháp khoa học kỹ thuật. Với bà con nông dân cũng tích cực lao động sản xuất, đặc biệt biết chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa. Hiện nay, xã Linh Hồ cơ bản đã làm xong các phần việc như làm cỏ, bón phân và phát bờ. Thời điểm này, cây lúa đã kết thúc thời kỳ đẻ nhánh, chuẩn bị bước vào thời kỳ đứng cái, làm đồng. Do được gieo cấy đúng thời vụ, cùng với thời tiết tương đối thuận lợi và được bà con chăm sóc đầy đủ, nên toàn bộ diện tích lúa xuân của xã Linh Hồ đều phát triển rất tốt. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh hại phát triển như dày trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân. Nên cán bộ khuyến nông xã đã khuyến cáo bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh phát sinh, từ đó chủ động phòng trừ theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thuốc, đúng đồng độ, tránh tình trạng mất mùa do sâu bệnh hại. Thời gian này, nhân dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ đang tập trung làm cỏ, vun gốc, bón phân đợt 2 để cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Do trồng đúng khung thời vụ nên những diện tích ngô xuân sớm tại thị trấn đã phát triển được từ 7 đến 10 lá. Hiện nay người dân ở đây đang tích cực làm cỏ, vun gốc và bón phân. Những biện pháp này sẽ giúp cho cây ngô xuân phát triển tốt và tăng sức chống chịu với sâu bệnh. Các giống ngô được bà con trồng chủ yếu là giống NK, CP vì có sức chịu hạn tốt cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện của địa phương. Vụ xuân năm 2015, thị trấn Tam Sơn có kế hoạch gieo trồng hơn 175 ha ngô. Hiện người dân đã trồng được trên 95% diện tích và đang tiếp tục trồng nốt số diện tích còn lại. Hiện nay, với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh gây hại phát sinh. Vì thế, huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để cùng với người dân kiểm tra sự phát triển của cây ngô. Qua đó kịp thời phát hiện, khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cho diện tích ngô phát triển tốt. Vừa qua, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê tổ chức phát động mở đường giao thông liên thôn Bản Lòng và Nà Thấng. Đây không chỉ là việc làm tích cực thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thôn Bản Lòng và thôn Nà Thấng, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê có 160 hộ gia đình là đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Dao sinh sống. Trong những năm qua, việc đi lại giao thương của bà con nhân dân ở hai thôn vô cùng khó khăn do đường liên thôn đã xuống cấp. Nhận thức rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của người dân nên thôn Bản Lòng và thôn Nà Thấng đã họp bàn thống nhất với dân để làm đường giao thông liên thôn. Chủ trương này, thôn đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Đã có rất nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất để mở đường. Khởi công làm đường, có bàn họp thôn triển khai, tuyên truyền với thôn, huy động thôn các hộ gia đình có lao động tham gia. Nà Thấng là có 75 lao động tham gia và làm đường để chào Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và mở đường lên thôn gắn liền nông thôn mới để cho hai thôn Nà Thấng, Bản Lòng để giao lưu hàng hóa cho dân đi lại thuận tiện. Tham gia làm đường liên thôn có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và các hộ gia đình của hai thôn Bản Lòng và thôn Nà Thấng. Theo kế hoạch, đoạn đường với tổng chiều dài 1,6 km, rộng 2,5 m sẽ được hoàn thành trong 5 ngày lao động. Khi con đường hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân trong thôn với các thôn bản khác trên địa bàn xã. Để mà thực hiện cái chương trình mở đường này thì ở trước khi á, mở tuyến đường nào đi các thôn thì xã đều ở phân công anh em ở trong ban chấp hành đảng bộ xã đi tham dự các cuộc họp vận động với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là
trong tuần này thì xã đã phát động kể cả chủ nhật tập trung vào làm từ nay đến thông tuyến đường này là 1,6 km. Xác định rõ lợi ích, vai trò của đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới, cải thiện nâng cao cuộc sống nhân dân. Thời gian này, phong trào làm đường giao thông nông thôn của xã Đường Âm được triển khai rộng khắp tại các thôn bản với sự hưởng ứng tham gia tích cực của bà con nhân dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, chính quyền xã xác định là trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng bền vững. Là xã vùng sâu vùng xa của huyện Yên Minh, nhưng công tác trồng chăm sóc bảo vệ rừng luôn được xã Du Tiến coi trọng, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài như hiện nay, là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy rừng. Do đó, cấp ủy chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đốt nương làm rẫy, đặc biệt là chỉ đạo các thôn bản chủ động các biện pháp bảo vệ phòng chống cháy rừng. Thôn Khâu Vạc là một thôn có diện tích rừng lớn trên địa bàn xã Du Tiến, huyện Yên Minh. Tại mỗi buổi họp thôn đều tuyên truyền các pháp lệnh bảo vệ rừng, nhất là việc phòng chống cháy rừng vào mùa hanh khô. Vận động hướng dẫn người dân sống gần rừng không mang vật dễ cháy vào rừng, tuyệt đối không được đốt lửa trong rừng. Đặc biệt, thôn cũng đề ra hương ước quy ước bảo vệ rừng để đảm bảo giữ vững diện tích rừng trên địa bàn. Chính vì thế mà ý thức bảo vệ rừng của người dân trong thôn được nâng cao. Nhiều năm qua, đối với diện tích rừng trên địa bàn thôn quản lý đã không còn xảy ra việc chặt phá rừng bừa bãi hay đốt nương làm rẫy để xảy ra cháy rừng. Các thôn Khơ và Một tôi là có một diện tích rừng lớn nhưng mà có là một hai khu thì là bảo vệ dân, bảo vệ trong không được phát cháy cho thôn ở đây, bảo vệ đường rừng, bảo vệ đầu nguồn nước rừng cho nó để đưa lâu đảm bảo. Toàn xã Du Tiến, huyện Yên Minh có trên 3.100 hectare rừng, trong đó bao gồm rừng trồng mới, tái sinh và khoanh nuôi, nhưng diện tích lớn nhất vẫn là rừng tự nhiên. Bởi vậy, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền thì vào thời điểm hanh khô như hiện nay rất dễ xảy ra cháy rừng. Cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng chống cháy rừng, sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt, đối với chế độ của Thủ tướng Chính phủ chi trả cho việc nhận khoán, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của các hộ gia đình trong xã đã được cấp ủy chính quyền địa phương chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian. Đây cũng là một trong nhiều yếu tố giúp cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn được thực hiện tốt. Công tác phòng chống cháy rừng của xã thì mấy năm trở lại đây thì được xã rất là quan tâm. Thì xã đã thành lập ban chỉ đạo và phân công các thành viên ban chỉ đạo là xuống từng thôn bản để tuyên truyền về công tác phòng chống cháy rừng và đặc biệt là triển khai cho các hộ gia đình là ký cam kết về công tác phòng chống cháy rừng. Nên là mấy năm trở lại đây thì công tác cháy rừng trên địa bàn xã là được bảo vệ tốt, đặc biệt là bảo vệ tốt cái diện tích rừng trồng qua các năm. Thì diện tích rừng trồng mấy năm trở lại đây thì hiện nay tổng là có trên 550 ha được bảo vệ và phát triển tốt. Một số diện tích thì đã bàn giao, nghiệm thu và bàn giao cho thôn quản lý. Còn đối với rừng trồng năm 2015 theo kế hoạch huyện giao thì đối với xã Du Tiến là được phân bổ là 75 ha. Thì hiện nay thì xã cũng đã triển khai cho các thôn đăng ký theo danh sách từng hộ gia đình và chủng loại cây để gửi lên ban quản lý rừng huyện để tổng hợp. Song song với công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng, nên diện tích rừng trên địa bàn không ngừng được mở rộng. Cùng với đó, do thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ rừng, nên việc chặt phá rừng được cải thiện đáng kể, tình trạng trộm cắp lâm sản, lấn chiếm đất rừng không còn xảy ra. Đặc biệt, với nhiều biện pháp linh hoạt, xã Du Tiến quyết tâm bảo vệ, không để xảy ra cháy rừng trong mùa hanh khô. Bản tin cơ sở tới đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.